Tân huấn luyện viên Kim Sang-sik và khát vọng vô địch AFF Cup của bóng đá Việt Nam. Sau chức vô địch AFF Cup 2018 của ông Park Hang-seo và sau những lần dừng chân ở vòng loại thứ hai World Cup, tân huấn luyện viên Kim Sang-sik lại tiếp tục săn tìm ngôi vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay. Đã từng vào đến tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018, vòng loại thứ ba World Cup 2022, nhưng chỉ sau chu kỳ thoái trào của lưới cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lại quanh quẩn tìm ngôi vô địch Đông Nam Á đang rơi vào tay Thái Lan. 4 trận giao hữu chất lượng chờ sẵn ngôi vô địch AFF Cup 2024. Sau khi sớm dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khiến ông thầy người Pháp Chozier mất việc, tân huấn luyện viên Kim Sang-sik, người Hàn Quốc qua lò môi giới của công ty đại diện ông Park đã nhanh chóng ngồi ghế nóng các đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 9, VFF sẽ mời các đội tuyển quốc gia mạnh chạm trán với đội chủ nhà Việt Nam ở sân Mỹ Đình trong dịp FIFA Days. Dự kiến sẽ là Nga và Thái Lan. Đây là hai đối thủ mạnh nếu như không muốn nói là trên tầm các học trò của ông Kim Sang-sik. Tuyển Nga vừa trở lại sau các đợt cấm vận có thể sẽ không mạnh như chính họ trong quá khứ, nhưng với vị trí 33 thế giới, họ vẫn luôn đáng gờm. Thái Lan từ lâu đã là đối thủ truyền kiếp của bóng đá Việt Nam và bất chấp thầy trò Park Hang-seo từng vô địch AFF Cup 2018, họ không khó để lấy lại ngôi đầu bảng Đông Nam Á hiện tại với vị trí 101 thế giới, hơn thầy trò Kim Sang-sik 14 bậc. Cũng cần biết vào thời vàng son của ông Park, đội tuyển Việt Nam hòa ít hơn thua Thái Lan trong các trận đấu chính thức mà không thắng nổi một trận nào. Chắc chắn nếu hai khách mời này chịu chơi hết sức ở sân Mỹ Đình vào tháng 9, chủ nhà Việt Nam sẽ không dễ để tìm được chiến thắng. Và một tháng sau đó, thầy trò Kim Sang-sik tiếp tục có thêm hai trận đấu giao hữu trong giải đấu Tam Hùng với hai khách mời vừa tầm, dự kiến là Ấn Độ và Lebanon. 4 trận đá tập của đội tuyển Việt Nam là bước chạy đà vừa phải có cho nhiệm vụ quen thuộc, cứ ngỡ đơn giản để vươn tầm nhưng lại là một gánh nặng. Là chức vô địch AFF Cup 2024 vào tháng 12. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dù muốn dù không vẫn phải theo toan tính thành tích của VFF và chiều chuộng mong mỏi từ giới hâm mộ với đỉnh cao Đông Nam Á. Đáng chú ý, chướng ngại của bóng đá Việt Nam không chỉ là Thái Lan, đường kim vô địch, mà còn có Indonesia nằm chung bảng đấu AFF Cup 2024 cùng với 3 đội khác là Philippines, Myanmar và Lào. Huấn luyện viên Kim Sang-sik tìm cách làm mới đội tuyển. Học theo tiền nhiệm Park, ông Kim Sang-sik thường có những đợt hội quân ngắn chỉ vài ngày để đảm bảo rằng không bỏ sót bất kỳ nhân tài nào cho đội tuyển quốc gia. Theo đó, ông Kim cho triệu tập 35 cầu thủ dưới 22 tuổi ngày 13 tháng 8 đến 17 tháng 8 để kiểm tra chất lượng của họ. Do đội tuyển U22 Việt Nam không có bất kỳ nhiệm vụ quốc tế nào trong năm nay mà phải chờ đến sang năm mới đá SEA Games và vòng loại U23 châu Á, nên đợt hội quân này nhằm giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik sàng lọc nhân tài cho đội tuyển quốc gia. Dù cực khó cho ông Kim để nắm bắt trình độ học trò một cách rõ ràng chỉ sau 5 ngày tập luyện, thầy Hàn vẫn phải bắt tay vào guồng máy hoạt động sau 1,5 tháng ngồi chơi khi nghỉ hết giải. Bên cạnh đó, lứa cầu thủ 22 tuổi này thường không có suất chơi V-League hoặc chỉ ngồi dự bị khiến họ cần có một môi trường rèn luyện nhiều để sớm bắt kịp các đàn anh. Khao khát của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn là cách làm mới đội tuyển quốc gia. Sau khi ông tiếp quản đội hình từ tiền nhiệm Chozier nhưng chủ yếu sử dụng quân thời Park Hang-seo, hai trận thủ tục ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 6, thắng nhẹ Philippines 3-2 phút bù giờ, hay lại thua Iraq 0-1 cho thấy rõ điều đó. Cũng bởi ông Kim không có nhiều thời gian để làm mới theo cách của mình, nên ông đành chọn giải pháp an toàn nhất đối với hầu hết tuyển thủ trung thành với thầy Park. Hy vọng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ vượt qua mọi trở ngại ở lần hội quân đầu tiên trong năm 2024 với lứa U22 Việt Nam để tìm ra cầu thủ giỏi tăng cường lên tuyển quốc gia. Đá 4 trận giao hữu cho nhiệm vụ đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay Thái Lan.